Hello hai bạn đi xem nha. Rồi Duy Duy tắt cái nhạc, anh nhờ cái gì? Vô coi là chim đi Duy. Dài cái tóc nữ đi. Rồi đầu tiên á, phần Duy gáy nè, mình cắt xác định đôi dài nè. Xác định đôi dài ha. Con này là con mã kéo VD nha. Hello năm bạn lên xem live nha. Đầu tiên á là mình cắt cái khối vuông ha, nâng góc độ lên. Cắt khối vuông. Hello Phạm Mai. Rồi. Ok. Rồi sau đó mình dăng ha. Rồi sau đó mình sẽ đi chọn ha. Lô 10 bạn nên xem nha. Rồi mình đi tròn. Mình cắt vuông xong mình phá góc tròn ha. Đấy, nó được cái gáy mềm nè. Các bạn nhìn nè. Nó sẽ mềm cái gáy chỗ này. Rồi anh chị em muốn cho nó mềm nữa thì hạ thấp xuống góc cắt. Rồi. Rồi đây xin nhắc lại nha. Đây chi xéo nè. Mình cắt vuông ha. Bây giờ đầu tiên á là mình cắt vuông nè, góc độ là 1.90, cắt thẳng. Rồi, sau đó mình tính tầm khoảng 5 phân nè ha. Rồi chia dọc cái mình cắt tròn round ha, hình tròn đấy, cho cái gáy nó mềm đó. Anh chị em cắt hai góc độ ha, hạ xuống một góc thì cho thằng gáy này nó mềm đó, đều là góc độ hết. Rồi sau khi mình cắt phần gáy xong rồi mình xả ra, mình cắt cái phần hai bên này nè. Cái này là phần này được gọi là phần giảm trọng lượng nha anh chị em mình nha. Giảm trọng lượng thì mình sẽ ứng dụng phương pháp cắt graduation ha. Graduation là gì ạ? Là góc độ thấp, góc độ 90 độ đó. Từ hello Phan Yến nha. 90 độ xuống, quay góc bên đây nè, quay cái sáng cho mọi người nhìn đó. Mình ứng dụng ha, 45 độ các bạn ha. Mình cắt ngang 90, cắt 45 để tạo độ phồng. Thì mình vẫn ứng dụng cái phương pháp là khối vuông ha. Đấy. Còn trên tay của mình đó đang cầm cái con kéo này là con kéo VD nha các bạn. 5.5 ha. Con này là con VD nè, 5.5. VG10 5.5 GX. Mình khối vuông rồi mình cứ chải hết thì sao nè, chải từ trong chân nè. Cắt tóc thì anh chị em phải phân tích góc độ ha. Hello 29 bạn đang xem nha. Rồi anh chị em phải hiểu về cái góc năng ha. Để thiết kế thôi, đó, đơn giản. Lấy cái mic đi em, lấy cái mic để chia sẻ cho mọi người dễ hiểu. Đây, nhìn mọi người nhìn ha. Chị có Facebook không? Chị không có chơi Facebook hả? Tính ra chị chơi Facebook, chị lên Facebook cái trang dài cái tóc nữ, chị xem em cắt cái tóc của chị. Rồi, đẹp lắm. Ok, cả nhà có thắc mắc gì về cắt tóc á thì để lại comment cho mình nha. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Khi mình cắt ra chỉ là góc độ phân khu thôi là nó đã đẹp rồi. Tí xíu mình sẽ cắt mình uống cho chị gái này. Đấy. Và mình sẽ làm chủ được cái bài cắt luôn. Mình cắt cái đầu là nó đẹp cái đó. Ok. Trên tay của mình là đang cầm cái con kéo 5.5 nha, để cắt tóc ngắn ha. VD ha. Rồi bên đây là tóc uống nè các bạn. Đấy. Bên đây là tóc duỗi nè. Rồi ok, rồi các bạn nhìn nha, chải vuông góc cách 45 độ ha. Ok, dịch dịch sao. Rồi. Hello 40 bạn đang xem nha. Mình xác định nè, đó, nâng nè, góc nâng nè ha. Anh em xác định góc nâng nè. Nâng 45, cắt 45 thì là nó tạo 45 ha, thì nó sẽ nặng. Còn mình nâng 90 á, mình nâng 90 nè. Mình nâng 90 vuông lên, mình cắt 45 thì là 45. Nâng 45 cắt 45 là 45. Đó. Rồi. Hello Quỳnh Phạm Quỳnh nha. Khi mình cắt dọc xong mình chích ngang. Đó, mình chích ngang nè. Đó. Rồi. Anh cho em nhìn ha, khi mình cắt ra nó rất là ôm nè, nhìn nè. Đó, nó ôm, nó mềm ha. Nó ôm, nó mềm. Rồi, tới cái phần này là phần E-poi nè. Cái phần này là nó E-poi là đỉnh cao ha. Từ cái đây mình sẽ tạo cái phần mái cho chị này. Thì chị này á, chị sẽ thích cái kiểu dạng như là cái mái nó bồng bồng á. Tí xíu mình cũng phải uống nữa.
Thì phần dưới đây đầu tiên mình sẽ cắt đít của nít trước. Đít của nít thì mình sẽ cắt cái khối gì ạ? Tùy theo gương mặt nè. Nhìn xem gương mặt chị A, gương mặt chị tròn ha. Các bạn thấy hai gò má chị tròn ha. Đấy, tròn. Thì mình sẽ cắt vuông. Hình vuông sẽ cân bằng hình tròn. Còn hoặc là tam giác. Nhưng mà chị này chỉ thích tóc ngắn nên mình cắt cái khối vuông trước nè. Square ha các bạn. Đấy, đi ngang thôi, song song nè. Mà hơi tam giác nhẹ. Đó. Rồi mình hỏi chị cỡ này được chưa? Đấy, cỡ này được hả chị? Đấy, ok. Các bạn thấy đẹp không? Cắt phát một ga luôn ha. Đấy, khi mình có tay nghề rồi, mình có cái kiến thức rồi, mình cắt á. Mình làm chủ cái cuộc chơi. Muốn cắt ngắn là cắt ngắn, cắt dài là cắt dài ha. Thì cái này là thật sự là cái kinh nghiệm thôi các bạn. Đó. Cái râu này nó dài quá thì mình để ra đây. Đó, mình cắt thành tròn. Rồi, ok, anh chị em thấy không ạ? Rồi, anh chị em lưu lại cái công thức này để cắt nha. Đấy. Thực tế cho anh chị em nè, đó, anh chị em thấy không? Cái này thấy chưa? Em chào anh. Chào cả nhà nha. Đó. Có nghĩa là khi mình cắt nè, nó tạo ra hưởng nha, độ phồng dưới giấy nè, thằng tí xíu ở trên mình thả xuống nữa. Đó. Rồi, sau đó thằng này dưới đây mình sẽ cắt đít của nít nè. Cái phần đít của nít này mình sẽ cắt riêng biệt luôn, không dính líu với thằng dưới đây. Thằng này thì mình sẽ kết nối thằng đây, đó, cái thằng ở trên đỉnh đầu nè bạn, đó. Bằng đây nè. Thì mình sẽ nâng lên 90 độ luôn ha. Nâng lên 90 độ nè. Rồi ví dụ các bạn cắt dính dắt. Hello, 60 bạn. Rồi. Dễ hiểu ha. Rồi ta xin nhắc lại ha. Cái phần bên băng tay này á là đầu tiên á thì các bạn lấy ngay cái đuôi chân mày nè, ngay cái đuôi chân mày nè. Các bạn cắt một cái phương pháp là hình khối vuông. Cắt layer vuông thả xuống, sau đó chúng ta phủ xuống nè. Đó, để tí xíu mình uống. Đó. Tí xíu mình uống nè, dán đuôi tay nè. Đó. Hello ai đang nha. Rồi. Thì nó tạo ra. Rồi. Hello Philippines. Rồi, tiếp tục nè, giống như bên đây luôn, hai bên giống nhau. Thank you. Cả nhà có thắc mắc gì hỏi thằng Tăng sẽ giao lưu với nhà. Mình lấy ngay điểm chuẩn chỗ này nè. Tại vì nó có công thức hết các bạn. Đây là điểm E-backpoint nè. E-backpoint là phía sau tay. Đó. Từ cái này điểm này qua điểm backpoint là tạo khu vực dưới gáy. Golden boy với backpoint là tạo phân tán đó. Mình có công thức hết rồi. Hello 72 người đến xem nha. Rồi. Thì cái phần bát này là cái phần quan trọng nhất để thiết kế cho gương mặt của chị ha. Gương mặt của chị mình nhìn nè. Gương mặt chị rất là đầy đặn ha, là tròn, gò má cao và phúc hậu ha. Thì mình sẽ cắt một cái khối vuông thôi. Các bạn đừng cắt tròn. Ngay thế này. Đó, các bạn nâng lên 45 độ thôi. Đó, lấy điểm chuẩn nè. Cắt phát. Hai bên không đều. Đó, có đúng không? Anh chị em mà cắt phát cái hai bên không đều là chúng ta hãy xem lại cái gì ạ? Xem lại cái điểm chuẩn. Tóc gì bạn? Cái kiểu tóc này là kiểu tóc ngẫu hứng chia sẻ cho anh chị em ha, áp dụng phương pháp kỹ thuật cơ bản graduation hình khối. Đó, kiểu tóc là do mình đặt tên ha. Nó nằm trong cái khung là bassi á. Cái kiểu tóc này là kiểu tóc tóc ngắn. Lần đầu tiên chị cắt hay là thường xuyên chị cắt cái mái tóc ngắn này. Chị á. À xưa cái tóc téo mà. Cái này là tóc bassi ngắn các bạn, đó. Thật sự cái kiểu tóc là mình đặt tên ra. Đó, cả nhà thấy không? Cắt hai bên là đều giống nhau nè. Đó. Vì sao mình có công thức đó cả nhà. Đấy. Anh chị em nào muốn sở hữu cái công thức này hả? Thì inbox cho Tăng nha, Tăng sẽ giúp anh chị em. Đấy. Rồi, sau đó mình muốn cho thằng này lên mỏng nữa, mềm nữa thì anh chị em cứ đẩy lên thôi. Cứ là góc độ mà cắt thôi. Nhưng mà để làm được á thì anh chị em cần phải nhiều cái trải nghiệm. Đó. Cả nhà thấy không ạ? Mình không cần phải, mình chỉ cần mua đồ ken về mình thực hành nhiều là ok cả nhà, không nó đẹp lắm, cắt là nó ôm à. Rồi sau đó mình tiếp tục mình áp dụng cái công thức giống như bên kia ha, là lấy cái điểm chuẩn hồi sau nè, mình can á, cái đầu mình cắt cái góc độ 90 nè, nâng 90 cắt 90 ha, mình cắt dít dắt nha, đó, để xíu cái mình uống, à, chọn chục uống đi em, đó, để xíu cái mình uống cho chị gái này, cả nhà thấy không? Anh chị em nào mà còn cắt tóc ngắn yếu á, Tăng chỉ cho anh chị em 3 ngày thôi là anh chị em cắt bao đẹp luôn, bao đẹp bao hài lòng là gáy nè. Đó, anh chị em xem lại cái clip từ đầu mình cắt cái gáy ha. Đó. Rồi ok. Rồi nè, từ cái e-point nào mà đi ngang, đầu tiên là anh chị em hiểu phân khu, từng phân khu rồi mình kết nối ra thôi. Đó, tóc của chị này chỉ highlight rất là đẹp nha cả nhà, highlight mũi tiêu.
Nè, ngay trang chỗ cái y, ngay trang chỗ cái đỉnh top point nè, mình đi một cái đường y từ y point. Nhiều khi các bạn không có hiểu, các bạn nói mình gồm gàng, thật sự không có gồm gàng đâu. Chúng ta có công thức á. Này, ngay trang cái y point đỉnh cao tay nè, mình đi nghe cái thằng top point. Top point là điểm cao trên đầu, chúng ta tạo được phần sau này, đúng không? Đó. Không có gồm gàng đó các bạn. Thật sự cắt là nó ra luôn các bạn ơi. Rồi, mình cột thằng này lại. Đó. Rồi các bạn thấy là điểm rơi khoảng phía sau nè. Thì cái lúc này các bạn sẽ đo thôi, đo độ dài rơi. Đó, thì Tăng sẽ chỉ cho các bạn cái cách nè, chúng ta chia nè. Bao nhiêu người đang xem em? 80 người. Rồi, xin chào 80 anh chị em mình nha. Rồi. Anh chị em nhìn nè. Khi mình nâng lên á, mình thấy cái thằng này là mình xả xuống, mình lấy cái điểm chuẩn của thằng này nè để mình làm cái độ phủ nè. Anh chị em thấy không? Đó, thì anh chị em cắt bỏ thôi. Đó, mấy cái tóc Nhật á là nó cắt đít của nít đó nha. Anh chị em đừng có nghĩ là họ cắt không có đít nữa đâu. Anh chị em nào mà cắt tóc thấy cái tóc người ta bồng bềnh á thì đều là áp dụng cái phương pháp gọi là ngắt liên kết hết. Rồi nâng lên chúng ta cắt góc độ gì ạ? Mình cắt góc độ 45 thôi. Tại sao tao dùng từ nâng 45 trên nè? Còn nếu em vuông góc vậy là 90. Đường cắt nha, ta đang nói cái đường cắt nha. Còn góc nâng đó đó. Văn Chương chào thầy. Rồi chào Văn Chương nha. Hello Chương nha. Rồi các em thấy nè. Phủ xuống nè. Các em thấy nó phồng không? Có đây nè. Đó, thấy nó phồng chưa? Thấy nó phồng không? Đó, nó phồng nè. Đó, rồi tách ra làm đôi, làm chuẩn ha. Rồi chúng ta chia vòng tròn. Vòng tròn theo sọ. Đó, anh chị em nha. Đó. Các con mũi kéo nè. Cái cây kéo mình đang cầm là cây kéo mã. Tiệm ở đâu vậy bạn? Tiệm mình ở 339 Trần Phú, phường 85, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đấy, mình là chuyên gia cắt tóc ngắn đẹp nhất quận 5 nha, đẹp nhất Sài Gòn nha. Đấy. Ai chưa đi đến Sài Gòn chưa cắt tóc ngắn ở Tân Thượng Hải là không phải là người chưa đến Sài Gòn nha. Đấy. Đến đây là cắt là đẹp nhất. Hello, ai vào Kiều nha. Kiều qua vào nha. Rồi, cả nhà thấy á, khi mình cắt xong rồi á, mình xem cái độ rơi đó. Mình chết lại. Cái độ rơi của mình mà nó rơi nhiều quá thì mình chết lại. Kiểm tra lại ha. Rồi, đó chia sẻ cho anh em nhiệt tình nha. Tại cái này là cái cá nhân thôi. Khi mình cắt á, mình phải kiểm tra. Đó. Rồi nè, cả nhà nhìn nè ha, nó rơi nó phồng nè. Đó. Đó, anh em thấy không? Nó đi cái đi con nít á, là ngắt liên kết á, nó phồng. Tí xíu cái chị này uống cho chị này. Mình chia tròn, mình chết tròn này nè. Đó, cắt kiếm dắt nè. Hello, 100 bạn đang xem nha. Rồi. Anh chị em nắm được cái công thức chưa? Nếu như anh chị em nào chưa nắm công thức á thì xem lại từ đầu nha. Đấy. Cắt điểm nè, point ha. Point cut, cắt điểm. À. Hello Lê Hạnh nha, Lê Lạnh chứ. Để mà có một cái kéo anh chị em nhìn nè, chúng ta vừa cắt kết cấu được, vừa sử dụng mũi được thì nó cần 5.5 ha. Vì 6 chấm nó hơi dài, cắt nó dễ bị lật kéo lắm. Rồi sau đó mình xả thằng này ra. Ừ, xuống đuôi đem, pha thuốc lọ yếu ra. Rồi mình lấy thằng điểm chuẩn này nè. Rồi, mình cắt cho chị layer vuông. Đó. Mình cứ cắt layer vuông ha, chạy thẳng lên. Đó, cái khối trên đây là cái nóc vuông nè. Rồi mình cắt bằng mũi kéo vậy chị. Vuông á thì anh hông anh em đứng song song nè. Nhiều khi mình muốn không phải là muốn đẩy lên là mình đẩy đâu. Anh ở địa chỉ nào vậy? Ừ, anh ở địa chỉ 339 Trần Phú. Rồi, anh chị em nào mà muốn học yếu về căn bản, cắt tóc ngắn còn yếu á, chúng ta mơ hồ, chúng ta không biết cắt như thế nào, rồi là bắt đầu từ đâu thì Tăng sẽ chia sẻ cho anh chị em ha, chỉ cần 3 ngày thôi. Anh chị em sẽ có tư duy cắt thiết kế. Từ đó chúng ta có nền tảng là chúng ta cắt kiểu gì cũng được, muốn ngắn, muốn dài, muốn mỏng, muốn dày vậy đó. Ha. Đó. Hello 100 bạn nha. Rồi, ok. Rồi, anh chị em nào mà quan tâm dòng kéo Mikay thì inbox cho mình nha. Rồi. Cái kéo trên tay mình đang cầm là mã VD nha. VD, cái nhà nhìn nè, VD. Rồi, khi mà nhà cắt thấy nó phủ xuống không? Đó. Thì tóc Nhật á hay phủ xuống mình chết lại. Đó, chết lại phần này nè. Đó, chết lại cho nó mềm. Đây là bài cắt ứng dụng nhiều nhất cho tóc Bessy, tóc ngắn ha, anh chị em nha. Rồi, anh chị em chia dùm Tăng khối vuông ha. Cứ như vậy anh chị em cắt kết nối.
1 về 2, 2 về 1 tạo ra hình khối vuông. Người ta đang ứng dụng cái cách hình khối hết nè. Ngày xưa mà ai mà học kiểu dạng như học hình khối là liên quan tới gì ta? Học toán hả? Toán học hả? Hình học. Hình học. Toán hình học nha. Ai mà học dở toán hình học thì bây giờ gặp cái môn cắt tóc là cũng phải học cái hình học đó. Tại vì hình học nó quan nó hay lắm. Hình học là liên quan tới vẽ nè, liên quan tới thiết kế quần áo nè, liên quan tới thiết kế nội thất nè, liên quan tới thiết kế nhà ở nè. Đó, chỉ cần học cái cơ bản về thiết kế. Chuốt được luôn anh em đó. Nè, chúng ta xỉa ướt luôn, đó, bóp chuốt luôn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra hàng bên hông là xong cái bài cắt rồi mình uống cho chị. Chị này thích kiểu dạng như giận giỡn á. Ồ, sorry chị. Cắt là nó đẹp rồi đó chị. Thấy không? Tay nghề của em cắt rồi chị thấy cái tóc chị nó đã có nút à, uống có nút hơn nữa. Sao? Em cắt cho chị cho em ý kiến rồi, đẹp không? Hả? Sao chị? Thấy khác không? Thấy chưa? Các bạn thấy không? Đấy, mình xem cái cảm xúc của chị khi cắt cái đó. Sau khi cắt thấy sao chị? Lạ không? Giờ uống với chị nha, rồi. Soạn chục uống đi. Ok, giờ mình sẽ uống nha. Cả nhà xem cái tóc ướt nè. Quay quay cho cả nhà xem đi. Nè, cả nhà thấy không? Tóc ướt nè, phòng nè. Đó, cái thằng Nicolas nè, quay quay góc nè. Đó, cả nhà thấy không? Ướt mà nó đẹp quá. Giờ mình sẽ uống cho chị. Tạo kiểu cho chị uống. Uống nha. Rồi. Soạn chục uống nè, lấy chục lấy uống đi, lấy chục uống đi. Rồi. Ơi, xanh gai đem đúng rồi, xanh gai đi. Bỏ thuốc uống vô xanh gai vô. Đi cái nít này các bạn. Máy nè. Uống lên ha. Phần này đi cái nít là phủ xuống nè. Đấy. Phần trên đây là layer ha. Tí mình uống với chị. Rồi uống đi em ơi. Thank you you. West from Philippines. Hello. Dạ nhiều lắm chị. Ở Mỹ rồi bên Đài Loan rồi bên Singapore, bên Nhật. Tại cái trang của em á. Đó.